Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Bít. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé! Suốt cả một tuần qua, chỉnh sẵn khiến cả showbiz hoa ngữ sững sờ vì scandal mang thai hộ dùng bỏ con cái nhẫn tâm. Những tình tiết rúng động của vụ việc khiến người hâm mộ băng hoàng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên đang phải đối mặt với việc chảy vậy vay số tiền 3.300 tỷ đồng đều hoàn trả cho các nhà đầu tư điện ảnh, thương hiệu quảng cáo. Vậy nhưng không ai dám cho Trịnh Sảng vay tiền. giữa bê bối này một người bạn trong làng giải trí của Trịnh Sảng đã đăng bài viết gây chú ý. người này thẳng thắn tuyên bố tôi là bạn Trịnh Sảng thật không thể chịu đựng được cũng không nhẫn nhịn nổi nữa tôi chỉ muốn nói hai điều một là hãy điều tra Trịnh Sảng có trốn thuế hay không hai là hãy kiểm tra xem cô ta có hút ma túy hay không bằng việc xét nghiệm nang tóc. Trịnh Sàng không phải là chúng tôi không muốn giúp cô, mà là vì những việc cô làm thực sự không phải là việc người thường làm. Cô hãy tự mình giải quyết đi. Lời tuyên bố này của người bạn Trịnh Sàng nhận được rất nhiều sự đồng tình. Vì phạm pháp luật, hành vi mất nhân tính, Trịnh Sàng cần bị lên án để làm gương cho nhiều người khác đang có ý định và thái độ tương tự. Khi còn là ngôi sao hàng đầu của Cbiz, Trịnh Sàng luôn nằm trong top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất. Cô có thể nhận tới 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 356 tỷ đồng khi nhận đóng một bộ phim truyền hình. Ngoài ra Trịnh Sảng cũng tham gia đầu tư và kinh doanh, dù không công khai về tài sản, vậy nhưng ai nấy đều biết người đẹp này rất giàu có. Thậm chí ngôi sao cùng ngắm mưa sao băng còn từng lên hot shot khi mua căn penthouse có giá trị 150 triệu nhân dân tệ, khoảng 534 tỷ đồng, khiến công chúng ngỡ ngàng. Cuộc sống của Trịnh sàng vốn không túng thiếu về tiền bạc, nhưng nữ diễn viên lại chẳng hề hào phóng như mọi người vẫn tưởng. Cô tính toán chi ly từng đồng, ngay cả với bạn trai cũng vậy. Xem lại những lần phỏng vấn Trịnh Sàng, ai cũng thấy cô nàng là người có ám ảnh rất lớn về vấn đề tiền bạc. Netizen nhận xét cô làm mọi thứ cũng chỉ vì tiền. Trịnh Sàng khi tham gia một show truyền hình từng nói, «Tôi làm diễn viên là vì muốn kiếm tiền. Bố mẹ từng nói với tôi, kiếm tiền không dễ dàng chút nào». Khi còn nhỏ, mẹ từng hỏi tôi thích bộ đồ 30 tệ hay 50 tệ. Tôi nói là tôi thích bộ 50 tệ. Nhưng mẹ tôi lại nói cái 30 tệ tốt hơn. Sau đó tôi mới nhận ra rằng tiền là thứ rất quan trọng. Sau này tôi nhất định phải kiếm ra tiền, như thế mới có thể thỏa mãn những nhu cầu vật chất của bản thân. Nếu làm hot cơn mạng có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì tôi sẵn sàng từ bỏ việc đóng phim. Trinh Sàng chia sẻ rằng, Cô từng chấp nhận đóng phim cùng một sao nam mà mình ghét, chỉ vì thù lao của bộ phim đó rất cao. Lên hot shot thì thù lao của tôi sẽ tăng. Khi xuất hiện trong show tình yêu của con gái, Trịnh Sàng mua đồ ăn sáng cho cả Trương Hằng. Khi đó, hai người vẫn còn hẹn hò, nhưng lại yêu cầu anh phải trả cho một nửa số tiền là 30 tệ. Sau khi nhận được 30 tệ từ Trương Hằng, Trịnh sang còn hỏi người yêu rằng tại sao không thể chuyển cho cô 500-600 tệ để dỗ dành cô. Trương hàng ngày xong đã chuyển cho bạn gái một nghìn tệ. Thích vì từng hỏi trịnh sàng rằng thích sưu tầm gì thì coi trả lời đó là tiền. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Harper's Bazaar, trịnh sàng cho biết cô muốn trở thành người có tiền. Ai cũng biết có tiền là rất tốt vì người có tiền là một cái mác. Bạn có tiền thì bạn mới có tư cách nói cái gì là quan trọng nhất. Bạn không có tiền thì sẽ chẳng ai nghe bạn nói đâu. Một sự kiện nữa cũng đang gây sốt hiện tại là Mỹ Nam Hoa Thiên Cốt, Mã Khả đã bí mật kết hôn 2 năm. Trang Sina đưa tin chiều ngày 28 tháng 1, Papa Razi chung Trung bất ngờ tung hình ảnh kèm theo nghi vấn, nam diễn viên Mã Khả đã bí mật kết hôn. Theo thông tin mà phóng viên có được, cô gái trong hình chính là người đẹp Vương Đan Ni. Điều đang nói cô để lộ vòng hai lớn, được dự đoán đang mang bầu tháng thứ 6 của thai kỳ. Cả hai cùng nhau tới một nhà hàng dùng bữa, sau đó lên xe trở về nhà. Đáng chú ý, cửa kính của xe có dán dòng chữ, xe đang chở bà bầu, xin mọi người lưu ý. Đến tối ngày 28 tháng 1, Mã Khảm mới đăng một bài viết và gây bất ngờ lớn khi tiết lộ mình đã kết hôn từ 2 năm trước. Mỹ Nam Hoa Tiên Cốt gửi lời tới người hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cuộc sống gia đình 2 năm qua khi yêu và được yêu đã giúp tôi trở thành một người có trách nhiệm và cảm nhận được hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời đã khiến tôi trở nên trưởng thành hơn. Trên Weibo, netizen số chung đều bày tỏ sự nghi ngờ. Cái gì vậy trời? Năm nay sao các sao tranh nhau tuyên bố kết hôn sinh con sao? Thật không ngờ đấy, bấy lâu nay Mã Khả im hơi lặng tiếng là vì điều này sao? Đúng là không thể tin nổi luôn, tôi đang đọc tin tức gì thế này? Mã Khả sinh năm 1990, tốt nghiệp trường học viện hí kịch trung ương, sở hữu gương mặt ấn tượng, điển trai, Mã Khả có lượng fan đông đảo. Tuy nhiên tên tuổi của anh thực sự bứt phá khi vào vai sát thiên mạch trong Hoa Thiên Cốt, đóng cùng với Triệu Lệ Dĩnh. Sau bộ phim này, Mã Khả nhận được nhiều lời mời tham gia các bộ phim như Anh có thích nước Mỹ không? Ngọc Huệ Chuyển, Tư Mỹ Nhân, vân vân. Năm 2016, Mã Khả từng bị bắt gặp xuất hiện cùng Vương Đan Nhi tại cùng một khu chung cư. Chúng mình Hope Cebit, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.